vào phần thi ngày hôm nay thì cô có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không ạ? Kính thưa toàn thể các bạn trong chương trình, tên tôi là Đoàn Thị Mạng, năm nay tôi 65 tuổi. Tôi là người thành phố Nam Định. Ngày nào tôi cũng đi tập thể dục 2 buổi, buổi sáng buổi chiều. Trước khi tôi về, tôi sẽ uống nước khoáng tí lại, thân thể cảm thấy đau lòng rất mệt mát và thanh tịnh. Và tôi đã nhắc nhở quan cháu cùng đồng hội của tôi, chúng ta sẽ uống nước khoáng là vì tất cả như nhau nha. Vâng, và cũng là một trong những khách hàng của La Vi đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay khi đứng ở đây thì cô có cảm nhận như thế nào, cô có thể chia sẻ không ạ? Các bạn ơi, tôi uống nước khoáng La Vi, tôi thấy mềm mại và thanh tịnh. Xin mời các bạn cùng uống với tôi nhé.